bên cạnh tỉnh đồng nai tỉnh yên bái cũng đang chủ trương thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid 19 theo đúng tinh thần nghị quyết của chính phủ trong thời đại tình hình mới giáp tết nguyên đán nhâm dần 2022 tỉnh yên bái cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu phòng dịch theo đó để tiếp tục thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Ngày 25 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép tiếp tục hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Yên Bái cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh từ 8 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2022. Yên Bái yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh khi hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 23 giờ 59 phút cùng ngày. Các cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K Đảm bảo khoảng cách giữa khách hàng sử dụng dịch vụ trong một phòng, nhân viên phục vụ phải luôn đeo khẩu trang và được tiêm ít nhất đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải quản lý và rà soát hàng ngày số lượng, thông tin cơ bản của khách hàng khai báo y tế, bắt buộc khách hàng phải quét mã QR, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên định kỳ tối thiểu một lần một tuần cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao, người quản lý, nhân viên phục vụ hoặc các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người vận chuyển hàng hóa. Yên Bái cũng yêu cầu các chủ cơ sở quán karaoke hàng ngày phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn phòng hát và các trang thiết bị trong phòng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý thực hiện đúng các quy định nêu trên. Cương quyết đóng cửa đối với các cơ sở vi phạm không đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.